Dạ, hồ sơ anh cầm đây ạ. Ừ, cảm ơn cô. Dạ. Có chuyện gì khó nói sao? Có điều này á, em nghĩ là nên nói cho anh biết. Em nghe nói á, giám đốc Hùng đang ngầm vận động các thành viên trong hội đồng quản trị để được đề bạt lên chức phó tổng giám đốc. Vậy sao? Trước giờ giám đốc Hùng luôn được lòng các thành viên trong hội đồng quản trị, với lại gần đây còn lập được nhiều thành tích nữa, nên em lo lắm. Cảm ơn cô đã cho tôi biết thông tin. Cô ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi. Dạ. Vận động ngầm. Được, cứ thử coi. Dì Tư ở trên trời, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nha. Mà nghe Mỹ Ngọc dặn nè, là nhớ phải nấu cơm ngon, rồi dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ với lại chị Khánh Băng luôn nha. Khi nào mà Mỹ Ngọc rảnh, Mỹ Ngọc lên thăm dì Tư với cả nhà mình nha. Dì Tư ngoan. Anh lại vô công ty hả? Ừ. Chiều nay tôi có cuộc họp, buổi tối phải ăn cơm với đối tác rồi, cho nên có thể là về hơi trễ. Cô đừng chờ cơm tôi nha. Ừ. Mỹ Ngọc vẫn vậy hả? Ừ. Con bé phải cần thêm thời gian mới có thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà nó không còn khóc, không còn mê sảng đã là may mắn lắm rồi. Ừ. Từ hôm xảy ra chuyện tới nay, mẹ tôi thì suy sụp. Một mình cô vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc cho Mỹ Ngọc nữa. Vất vả cho cô quá. Sáng nay tôi đã thông báo tuyển người giúp việc nhà rồi, để họ có thể đỡ đần cho cô phần nào. Không cần đâu. Ít nhất là trong thời gian này Mỹ Ngọc đang như vậy, nhà có thêm người lạ, tôi sợ là em ấy sẽ không chịu. Tôi cũng biết khả năng Mỹ Ngọc chống đối là rất lớn, nhưng mà để cho một mình cô làm thì... Tôi lo được mà. Nếu anh thấy áy náy thì tăng lương thêm cho tôi là được. Tôi nói đùa thôi. Thôi, chuyện này đi bằng sau nha. Bây giờ tôi sắp trễ giờ rồi, tôi đi nha. Ừ. À, có chuyện gì? Tôi có điều này muốn xin phép anh được không? Cô nói đi. Anh cho phép tôi dẫn Mỹ Ngọc ra ngoài chơi được không? Anh đừng có hiểu lầm, không phải là tôi muốn đi đâu đâu. Tại tình trạng của Mỹ Ngọc, tôi nghĩ là nếu được ra ngoài, có khi em ấy sẽ sớm lấy lại tinh thần hơn. Thôi được rồi, cô cứ dẫn nó ra ngoài chơi đi, nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Ừ, tôi biết mà. Alo. Xin lỗi, có phải Đăng Duy không? Ờ à, đúng, là tôi đây. Có chuyện gì không? Anh là ai? Tôi là trợ lý của ông Bằng. Người mới hẹn dùng cơm nha, vì lý do đột xuất cho nên ông Bằng tới trễ 30 phút. Tôi báo để cho anh biết. Ờ, à, cảm ơn anh. Dạ, không có gì. Chào anh. Chào. Ông Phạm Bá Bằng.
khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đi Kim! Dạ, chào chú. Nhưng mà cháu nghĩ chúng ta nên đổi phòng đi. Bên kia cháu cũng đặt một phòng đẹp hơn, rộng rãi hơn, sang trọng hơn. Dạ. Ủa? Cháu mời chú. Sao tôi phải đổi phòng? Tôi đã ăn trí vậy sao? À, người mời cơm tôi tối nay chính là cậu à? Dạ không phải. Người mời cơm chú là bên tập đoàn Phát Đạt. Nhưng mà chú thấy đó, khách mời đã tới rồi mà chú Tiền còn chưa tới. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cháu nghĩ là chú... Dạ, con chào chú. À, con. Con xin lỗi vì đến trễ 3 phút. À. Con mời chú ngồi. Cái trò gì vậy? Cậu có thể giải thích cho tôi rõ được không? Dạ, lúc con chuẩn bị tới đây thì nhận được một cuộc gọi. Người đó tự xưng là trợ lý của chú, gọi đến thông báo là chú sẽ tới trễ 30 phút do có việc đột xuất. Vậy sao? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Suýt chút nữa tôi đã bị mắc lừa rồi. Nhưng mà nhờ một chi tiết nhỏ mà tôi đã khám phá ra đây là một cuộc gọi nạp danh. Anh còn chưa biết rõ về chú Bằng. 20 năm nay trợ lý riêng cũng chính là phu nhân của chú. Anh đã đặt bàn bên cạnh thì cứ từ từ thưởng thức. Chỗ này tôi mời khách của tôi. Không tiện, mời anh. Anh khá lắm. Đừng có vội đắc ý, cứ chờ đi. Con xin lỗi chú về sự cố này. Con khá lắm. Nào, ngồi đi. Dạ. Vậy là chú thím cố tình không giúp cho anh Khiêm đúng không? Đúng không? Không phải là chú, mà là ai kia, ai kia. Ôi trời, ai da. Vậy mà cũng không dám đối diện nữa. Tại sao thím làm như vậy vậy? Thím làm như vậy là vì thím thương con. Vì con? Vì thương con hả? Vì thương con mà thím không? Thím không có giúp người con yêu hả? Chính vì thím thương con nên thím mới làm như vậy. Tại sao? Bây giờ thím giải thích cho con đi. Tại vì thím nghi ngờ cậu Khiêm đang lừa dối con, đang lợi dụng con. Thím không muốn á cậu Khiêm dễ dàng có được mọi thứ. Vậy thím có bằng chứng không? Con chờ đi. Nè, nè, con tự coi đi. Con coi kỹ đi, bằng chứng đó. Đây là nguyên nhân nghi ngờ của thím hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thím ơi, thím không thấy cái tuổi tác của hai người họ chênh lệch với nhau hả? Thấy chưa, bậy hết sức. Con nghĩ như vậy là sai lầm lắm luôn đó. Lâu lâu ở trên mạng á cũng có những cái chuyện tình của một chàng trai 20 mấy tuổi cặp với bà già 60-70 tuổi. Đáng tuổi má. Không, đáng tuổi tới bà ngoại bà nội luôn á. Đúng, chú con nói không sai. Trời, nhưng mà chú thím ơi, anh Kim không phải là cái dạng người như vậy. Anh Kim không có giống họ. Mà chú thím cũng thấy anh Kim không đến nỗi là nghèo khổ đến mức phải phụ thuộc vào phụ nữ, và nhất là người đàn bà lớn tuổi như vậy nữa. Con, thám tử của thím thuê á, người ta khẳng định cậu Kim thường xuyên ra vô trong cái căn nhà của người đàn bà này, đi với người đàn bà đó một cách rất là thân mật. Cho dù là như vậy thì cũng không có lý do gì mà thím phải nghi ngờ vậy hết á. Thôi được rồi, con cho thím một tuần đi, thím sẽ đưa ra bằng chứng không thể nào chối cãi được. Còn nếu như sau một tuần
thím không có được bằng chứng. Đích thân thím sẽ xin lỗi cậu Kim, được chưa? Con chịu chưa? Được, con sẽ cho thím thêm một tuần nữa. Nếu như thím không có bằng chứng chứng minh là anh Kim ngoại tình thì con sẽ dọn ra khỏi nhà. Ê. Nhưng con không được làm lộ chuyện đó. Trời ơi, lớn chuyện rồi. Nè, lỡ như một tuần mà mình không tìm được bằng chứng thì không có lỡ gì hết á. Tôi tin, tôi sẽ làm sáng tỏ.